Còn mấy ký con? Con lấy con ít à, ký à? Chị mua 2 ký đi chị. 1 ký ít lắm á. Mẹ nó cứ bọc nhỏ đâu hết trơn rồi trời. Bọc gì không ha? Hình như ông bác hết bọc rồi đó. Đi gì trời? Sáng sớm nha là ông bác đã cúng rồi nè. Cúng 1 ly cà phê, 1 ly trà đá, 1 ít. Thì mới đem ra không biết bọc bự nó về đâu mà bọc nhỏ ở đâu. Người ta đi. Bọc bự không à? Thôi kệ đi. Nãy giờ tôi kiếm nha. Có bọc nhỏ tôi đưa. Đây đây nè. Đây nè. Nước mưa chứ dơ gì. Bị để ngoài này mưa nè, chứ có dơ ít gì. Bác vẫn còn ổn, tiếng khàn quá ha. Ừ. Tiếng ông bác còn khàn. Ừ. Sáng ông bác ăn gì chưa? Qua đây nè cô, đây nhiều nè. Qua đây nè. Ông bác đưa cho chị đi. Con đi. Chị này chỉ mua mấy cái nhãn mà nhãn rụng á, nhãn không trên cạnh thì nó sáng nhạt ghế hơn. Nhãn này nhãn long nhãn đấy chị, ngọt lắm á. Mua nhãn này ngon quá. Tao mới ăn thử hai trái rồi. Nhãn này là 25 ngàn một ký hả ông bác? Ừ. Chất nhiêu tính nhiêu. Anh mua nhẹ nè anh. Okay. Đi vô chú. Con. 20 ngàn. Thêm nữa không? Cho tới 1 ký. Vớt ra ngoài. Cây. Ừ. Đây là còn 3 trái. Trời. Con bác bán dễ tỉnh ghê. Trời trời. Không có bạc nhỏ nó gầu thú ruột đây nè. Có bạc nhỏ nó gầu thú ruột. Bác đi thổi tiền lẻ đi. Mày có giá 50 không cho nó đổi 2 miếng thôi. Không có không bác ơi. Đây nè, bạc nhỏ không. Con tờ đó là nhỏ đó. Nhỏ. Chết luôn. Để con trả tiền nước rồi con đưa cho chú. Ừ, rồi nè. Dạ. Bác sẵn tính cái vụ mà tiền lẻ đi để thối cho khách. Tiền mấy trăm luôn á. Tao cho mấy đứa nhỏ giết hết trơn luôn. Trời ơi, bác đừng có cho nữa. Vậy chứ không ăn, thôi. Không muốn sao? Tao mua đồ nữa. Cho nó uống nước ngọt rồi. Có tốt đâu, mấy con nít này ông bác. Để tiền đấy cho tụi nó mốt đi học nữa. Anh Phúc này có qua mua nhãn ủng hộ ông bác không? Không anh. Dạ. Tiền chưa trả ông bác nữa mà mua gì. Năng bác khỏe chưa? Bệnh mới ấy chưa đi khỏe gì bỏ chưa nha. Ăn. Chiều nay chở đi chích. Thôi. Không chích rồi. Chiều nay cái bán sớm còn chở ông đi chơi đường chiến được không? Đi qua chùa cô đơn, Phật cô đơn đi chùa. Đi chùa với con. Chùa ở đâu hả anh? Dưới đây nè, xíu tới à, chùa lớn lắm. Thôi. Đi xíu vậy. Hai cháu mình đi chơi. Không. Không có vui vẻ gì đâu. Bệnh hoạn chết mẹ không đi đâu. Đi hả ông bác? Không. Đi chích được không? Không đâu. Tao đi chích bộ mũi. Tao ít lớn là tao thuốc ở nhà. Con tao nó đem đợi rồi. Uống hết rồi nè. Có xong không? Có thuốc không à, thuốc uống. Nó mua nhóc ở nhà. Ừ, bác có về không? Bây giờ vậy nè. Thì con cũng bữa nay con cũng dự định nói với ông bác là bây giờ. Bây giờ ví dụ mà bà bác dặn vậy thì cũng không biết sao bây giờ ví dụ. Đừng nói nữa. Không được đâu. Trời ơi. Ý không là dễ ăn đâu. Ông bác ý con nói gì nè ông bác hiểu không? Ngày xưa thì mình bỏ mẹ con nó đi thì cái đó cũng là nắm ruột của mình. Thì giống như ngày xưa giờ con cũng vậy, hai chồng cũng thôi nhau phải không? Thì giờ vậy, vợ con không cho gặp con đi về khoảng mười mấy năm sau thì gặp con. Thì vợ con cũng phải dẫn vợ sau này vẫn phải giống như người ta nói là phải mở lòng ra để cho mình đi thăm con mình chứ sao không cho được.
phải ích kỷ thì kệ nó đi, không phải là ích kỷ nhưng mà mình phải suy nghĩ nó thoáng. Không kệ nó, tôi không thành đề nó đâu. Nói chung là tôi nhắc tới là không phá rồi, nói vậy thôi. Tôi vẫn bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ buồn là cái bổn phận mình thôi. Nhưng mà ông bác chắc là ông bác suy nghĩ giống như con vậy đó. Ngày xưa thì mình không nuôi được con được cái ngày nào, thì bây giờ ví dụ chút đỉnh tiền đó ông bác cho con của ông bác bây giờ vẫn bình thường thôi. Đúng không bác? Gì đâu. Dạ. Mình đàn ông thì lúc nào cũng hơi đại lượng rồi. Dạ. Con à. Em dừa đặc biệt thơm ngon. Dạ anh Phúc tới đây anh Phúc có tính nói giá bào, gì? Giá bào đây. Tính hỏi ông bác là bệnh ông bác bớt chưa? Rồi nếu ông bác chưa thì lát nữa mình sẽ chở ông bác đi chích. Chích thuốc á. Hôm qua bác sĩ Tư đây nè. Không có. Khỏi bệnh hả? Ờ. Bệnh gì mà chích tôi thuốc? Uống không à, tôi ít có chích lắm. Đời kháng tôi mạnh lắm ông ngoại ơi. Thì con thương ông bác không mới nói vậy thôi. Ừ không thiệt, cái đời kháng tôi mạnh lắm. Ông thấy mà tôi đệ tử của mười giáo mà tôi tự lo cho tôi được. Mạnh lắm. Rồi anh thấy cái chuyện mà bà cô với ông chú á thì anh có buồn không? Mình cũng nói thiệt, cái hoàn cảnh của ông bác giống như hoàn cảnh của mình vậy đó. Trời ơi, nó nói chuyện với nó, đặng nó nói xuyên lên bà bóng tôi nữa. Nhưng mà mình nói thiệt nha, bây giờ ví dụ ngày xưa thì mình có công dưỡng, công sinh ra thì mình công dưỡng mình không có. Thì ví dụ nửa lớn thì nói thường thường là lá rụng cũng về cội. Ví dụ mà mình đi tìm con mình cái ví dụ mình cho chút đỉnh tiền thôi. Mình cho chút đỉnh tiền thôi chứ cũng đâu có chuyện gì đâu, bà bác hãy nên suy nghĩ lại về điều đó. Bây giờ ông bác cũng đã già rồi thì ông bác cũng đâu có là cái gì nữa đâu. Mày đừng có nói nó nghe được, nó chửi chết mẹ hết trơn. Thôi nó không thích rồi. Đừng nhắc tên. Ông chú không thích, không muốn bà bác nói nữa nên thành ra ông chú muốn là anh đừng thôi, đừng nhắc tới bà. Đừng nghe nhá. Không thành vấn đề đối với với tôi đâu. Tao nói câu ông hiểu không? Dạ hiểu. Ta vẫn là ta của thở nào nó bình thường như vậy đó, suốt đời nó vậy đó. Dạ. Nó dễ hiểu rồi. Ông bác giận dai quá, ông bác đừng giận nữa. Không. Giận là bay giận á, chứ ta không có giận. Đúng cái này chú nói đúng. Bả giận với chú không mà giận, cái này mình ừ. Là đúng. Chú không có giận. Tại vì mình hôm qua là mình có qua nói chuyện với bà cô, khi mà mình nói là cô thôi về lai chú đi chứ gì, cũng hai vợ chồng già mà sao lại bỏ chú bệnh tật ở nhà nằm vậy. Cho ba chửi quá chừng chừng. Ừ. Cũng mới nhắc đi cho chửi tôi nữa. Mà chửi quá chừng luôn, mà chửi lâm la hết. Ông bác à, mình già cả thì mình có thể xúm nhau để cho nó qua quãng đời cuối cùng này lợi thôi. Trời ơi, đã ha. Người ta lớn tuổi rồi, người ta hiểu rồi chứ bộ mà tới mày nấu thì thôi nó mục rồi ông nội rồi. Hiểu chưa? Mày hiểu chưa? Mày biết tao trải qua bao nhiêu đời chưa? Con biết. Con cũng bình thường đó. Con cũng sắp sửa cũng là hai rồi nè. Ông chú nhiều hơn anh, ông chú kinh nghiệm. Ông chú có kinh nghiệm. Bây giờ nói thẳng với mày đi, bây giờ vợ mày hay bất cứ vợ thằng nào nó không còn thương mày rồi, mày có lộn lại á, nó cũng không thương mày đâu. Dạ con biết. Nói vậy cho biết á. Lộn ra là lại đồn á. Đó là sự thật đúng không chú? Ờ đúng vậy. Không có thay đổi được. Không có thay đổi được đâu. Mà giờ bà chú có giận thì thôi kệ bà đi, chứ giờ mình nói tới nó luôn cũng vậy. Mày lợi cái mày nhắc cho nó chửi tao thêm đó. Tao còn nóng mày nữa đó. Nó giả tỉ gì đó. Hiểu không? Dạ. Nó chỉ biết chửi không à. Anh tới á, anh giúp chú rồi con. Đừng có nói chuyện đó nữa. Coi bệnh ổng mua giùm thuốc cho ổng thì được. Không, có rồi. Có hả chú? Ừ, mít như nó mua. Mình dự định là chiều nay chở ông bác. Mít như nó cho tao uống rồi, khỏe rồi, bây giờ sắp đói bụng rồi nè. À, con lớn đi mua. Con cũng đang đói bụng nè, con đi mua cháo, hai ông cháu mình ăn. Không mua. Ông cháu nha. Con biết cháu chỗ này nó bỏ chưa bỏ gừng vô. Bỏ gừng vô hai ông cháu mình ăn. Con cũng bị bệnh đó nè. Chừng nào đói thì bây giờ á, vậy đó, ông bác à, số mình là vậy thôi nha. Có gì ông bác muốn bệnh gì đó, ông bác cứ kêu ông Trọng hay là con của ông bác qua ấy là mua thuốc rồi.
mấy đứa cháu thương tao qua bển hả? Tao biết. Vậy cái miệng nó hả? Nó chửi tao như chó vậy chứ gì nữa. Phải không? Cái chuyện đó quá bình thường. Nhưng mà tao nói á, vợ chồng á, người đàn ông khác, còn vợ mình nó khác. Mày ngắt nhéo nó một lần, 10 năm chưa quên. Ngắt nhéo thôi đó. Phải không? Dạ đúng rồi. Con có đã chắc. Còn mình nó không có. Nó lỡ quánh mình bể đầu luôn nữa. Rồi qua thôi. Con nghĩ gì nè ông bác? Thí dụ một căn nhà đó phải không? Mà ông bác mà muốn dời đi á là nó dễ lắm. Còn cái lòng người mà muốn dời về đi với mình á, đó là chuyện là khó khăn. Ý anh là sao nói rõ ra mọi chuyện em coi. Đúng đúng, lòng người không thể nào dời đổi được. Dạ. Cái đó đúng. Nhưng mà cái mục đích hôm nay anh qua là anh khuyên chú cái gì vậy? Nó tính qua đặng nói mà con vợ tao đặng cho con vợ tao không chửi tao nữa chứ chị. Mày súng đạn mày. Qua là làm thề cho hai vợ chồng mà đâu có ý định đó đâu. Nhưng mà anh Phúc không hề biết anh trong ruột trong đó có chuyện gì cả. Anh càng nói anh càng gây lớn câu chuyện lên đó. Lợi ha, lợi là bắt đầu nó nói tao đủ con nít rồi không đó. Bị vợ tao nhỏ nhỏ không à. Cái nào tao nói thiệt. Bắt đầu như năm thình bảo lục rồi nó kể lại đó. Nó chửi chết tỉ mẹ luôn. Cái chuyện 10 năm tình cũ không nhắc lại nữa ha. Anh Phúc có qua nói chuyện với bà bác chưa? Chưa thì anh đi qua bển anh nghe đi rồi anh về đây anh nói chuyện tiếp. Thôi đừng qua. Mày đừng qua chọc nó chữ tao nữa tụi nghiệp tao. Con đang dự định mà bển mua cơm đó, con đem qua đây nè. Ăn cháo mình ăn bữa. Không, tao ăn cơm không được đâu. Mày ăn lên đi. Ăn cháo đó, con mua cháo. Không. Làm gì cũng vậy, mình phải nghe hai phía. Không phải. Mình đã phân tích câu chuyện ra mình coi. Đúng rồi, mới biết đúng này là nó sai. Đấu sao ăn mới được. Không được chưa đâu. Chuyện này cũng của cô chú tự giải quyết thôi. Ừ, tự giải quyết đi, đừng có xía vô rồi nó chửi tao tội nghiệp tao. Tại vì á là tội nghiệp với ông á là biết tội nghiệp gì không? Chửi cái ngày qua là con nhìn clip á, con thấy ông nằm á mình nên có nhà mà ông tuổi của mình nên là lúc về già thì ông á là cũng có một hay là hai ông bà già sum họp lại nhau hữu hỷ khoảng đời còn sau này mình không còn bao nhiêu nữa đâu đó tao con dự định như vậy thôi. Mình muốn đâu phải là người ta muốn đâu anh. Thì đúng vậy đó, anh muốn nhưng mà cái hoàn cảnh người ta không muốn, người ta đâu có chịu. Không chịu đâu. Chịu thì thôi chứ giờ làm cái gì. Đúng không? Đúng. Không chịu anh qua anh ở chung với chú cho vui được không? Con hỏi ông được không? Thôi tao mày đẩy cây hay làm gì? Mua kiếm hả? Được không? Ông bác bữa nói, ông nói ông đã xử lý nhà em rồi. Ông bác được không? Con về ở chung ông được không? Thôi ngoại ơi, mày thay cho tao đi. Thay cho tao đi, mua dầu ăn vô nhiều vô cái gì đâu. biết đâu nó cái gu của con là cái gu của ông thì sao? Không phải biết đâu, mày máu phụ nữ là chết tao nữa. Chết luôn. Tao sợ rồi, tao bị một lần nè, tao hứa với mày đó. Bị tao không còn chơi với mấy thằng BD nữa, tao học mà múa liêu múa đồ đó rồi tao nhậu với nó say á. À, thưa mẹ nữa. Thưa cô chú rằng tao quên câu thầy. Gì nè. Con cũng năm nay con cũng không nhỏ mà cũng không lớn. Nhưng mà cái tình trạng cái cuộc sống thì con đã trải qua rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà con cảm nhận được cái sự của chú á là chú nói rằng là nên hiểu. Ví dụ những người nào mà hiểu vợ chồng mà hiểu với nhau, san sẻ với nhau một câu nói gì đó hay là cái câu hành động gì đó, người ta hiểu mình, người ta sẽ bỏ qua những gì, tất cả những gì hết. Còn nếu mà người ta không hiểu thì cái chuyện nhỏ khoảng 10 năm về trước người ta cũng sẽ nhắc lại, chứ mà nhắc lại thôi. Nó ý là chú nói vậy đúng không? Ông bác là ý ông bác là vậy. Ừ. Còn ý anh sao? Ý mình cũng là như vậy. À, là gì? Nó tức là con á thì á là mình công á là sinh ra nhưng mà dưỡng thì không được. Bây giờ ông bác á dự định ông bác rồi, trong túi ông bác còn trên đây khoảng 5 triệu đi. Bây giờ ấy đầu coi gặp con gặp cháu, bây giờ mấy chục năm mà khơi gặp con gặp cháu mà không cho con cháu được một đồng bạc là sao? Ví dụ ông bác cho khoảng 3 triệu thì cũng không có được cái gì.
Nhưng đó là đó ông bác, còn đối người khác là đồng tiền anh đi liền khúc ruột. Thì đó nên mình mới nói câu là hiểu với nhau thì mình sẽ san sẻ những gì buồn vui có nhau. Nếu như vậy thì làm gì có tòa án, làm gì có công an, làm gì thì đó. Để giải quyết những cái chuyện đó. Thì đó. Xã hội mà phải có cái này cái nọ thôi. Anh hiểu được chuyện này nhưng mà anh làm sao giống như cái chuyện của anh có giải quyết được không? Không. À, thấy chưa? Anh cái chuyện của anh với vợ anh thì anh cũng đã cố gắng để đúng giải hòa lắm nhưng mà vợ anh nó dứt khoát rồi, nó một hai nó phải ra đi rồi. Thì đây cũng vậy, làm sao mà anh khuyên được? Chuyện mỗi người mỗi cảnh mà. Ừ. Mỗi cây mỗi lá mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà ai nấy sáng. Vợ nó bỏ nó do mày hư thú. À, không có. Phải không? Con mày sao đánh lộn? Gây lộn. Không phải là gì nè, mình không phải là mình nói hoàn cảnh của mình với hoàn cảnh của ông bác là nó sẽ khác xa nhau, biết sao. Hoàn cảnh của mình hôm nay là mình còn lập gia đình được. Phải không? Còn ông bác thì cái độ tuổi mày của ông thì bác khác hơn tao rồi, mày mập lù to ốm nhất hả mày ơi. Còn cái độ tuổi của ông bác đã sắp về xế chiều rồi. Ủa? Xế chiều thì ông đâu nghĩ tới cái chuyện đó chi nữa. Thì đó, không phải là nghĩ về chuyện đó nữa, nhưng mà về là người ta chỉ là cần là một gia đình để về sau để hai vợ chồng hữu hỷ với nhau thôi. Em nói anh nghe nè, đôi khi á cái điều ông chú đó cần không phải là vậy, đôi khi ông cần một cái chút gọi là bình an thôi. Có không bác? Đúng không chú? Bình an thôi. Bình yên thôi, bình yên thôi. Cái ông bây giờ chỉ thôi. Bây giờ nè, điểm chính là lên đây con cháu nó nghèo khổ nè. Con tao thằng trọng nè, với mấy đứa cháu. À. Tao nữa nè, gán làm. Đó. Đó, như đó. Đó là mục tiêu đó. Đó là mục tiêu của tòa te đó. Chứ đâu có. Chứ ngoài ra không bây giờ nó có chửi mắng gì cái đó cũng như cho uống thuốc bổ thôi, không dạ. Sao đâu. Cái chuyện của bây giờ vậy nè, ông bác nói là ông bác với trọng lên đây cố gắng làm. Ừ. Thì con cũng công nhận là cái điều đó, nhưng mà ông bác gì nè, ông bác à. Ông bác cố gắng, bằng trọng nó cố gắng không? À, anh nói bậy. Không, cái thời cuộc mỗi người đừng có nói vậy, nó tới ba thời kỳ luôn nha. Ba thời kỳ luôn. Trọng có cố gắng hay không thì anh nói vậy là không đúng. Cái việc đó là việc của nó cố gắng hay không việc của nó. Đang ông nó có con, nó có vợ, nó biết. Còn chú ông bác thì ok rồi, trời mưa gió rồi ông cũng ra bán trái cây. Bệnh cũng chơi luôn nữa. Bệnh cũng dán chơi mà không biết mà. Anh ví dụ như anh tốt, anh có thể giúp ông chú gì đó. Còn trọng nó có tay cái chân mà. Nó có vợ con mà, đâu cần thiết phải quan tâm đến nó làm gì. Đúng rồi. Đúng không? Đúng, đúng. Nó lớn rồi cho phải con nhỏ đâu. Ví dụ như nó tuổi ông chú đây mà nó một bài con thì giúp ông giúp được. Trong khi giờ nó công việc ổn định rồi, công việc có người khác công ty lo rồi, vợ con nó đầy đủ, tay chân đầy đủ mà. Đúng rồi. Quan tâm làm gì đến mức độ nhiều như vậy. Đúng không? Còn ông chú bây giờ ông già cả.